Từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 tới đây, Diễn đàn Sản phẩm OCOP Đồng Tháp và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 với chủ đề Liên kết cùng phát triển sẽ được diễn ra tại thành phố Cao Lãnh. Báo Sài Gòn Giải Phóng thông tin thêm các hoạt động trong khuôn khổ góp phần quảng bá hình ảnh con người miền Tây, giao lưu văn hóa và du lịch nông thôn. Diễn đàn với quy mô trên 350 gian hàng triển lãm giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông thôn tiêu biểu, đặc sản của địa phương.